Đối với cha mẹ, một cái bữa ăn mà cho nó ngon cỡ nào đi nữa, cái hương vị ngon nếu mà mình tính đi tính lại đó, thụ hưởng được có vài giây thôi, đúng không? Nếu mà các bạn đủ chánh niệm thì các bạn sẽ thấy những phút giây mà cái tâm mình nó ngon đó, là nó vài lần thôi, chứ không phải miên mật cả một buổi ăn đâu. Một cái buổi ăn mà nó ngon miệng được vài giây, vài phút, và sau cái buổi ăn đó phải đi ngồi thiền cả tiếng đồng hồ hoặc mấy ngày mới thanh lọc được cái đồ ăn đó, thì đối với Tha Mì thì mình sẽ không bao giờ ăn cái đồ ăn đó lần thứ hai, hoặc cái người đó nấu lần thứ hai, trừ khi cái người đó tỉnh tỉnh giác hơn. Các bạn càng tu là các bạn sẽ không phải là mình trở nên phân biệt, mà các bạn sẽ rất là rõ về nhân quả, và các bạn sẽ sống một cách rất là chánh niệm thân khẩu ý từng phút giây. Cái đó mới gọi là toàn tri toàn giác đó. Chứ còn sống mà mình không có rõ, mơ mơ màng màng, không có biết cái gì rõ cái gì á, đó là không có được. Mình rõ tất cả các pháp á, thì lúc đó mình mới có khả năng giúp người khác được.